thiện duyên của sư phụ với chúng sinh. Phần 1 của 6 phần trong tiết mục giữa thầy và trò được giảng bằng tiếng Anh, Âu Lạc và Trung Hoa vào ngày 11 tháng 11 năm 2018 tại Tây Hồ, Đài Loan, còn được biết là Formosa. Chào mọi người, kính chào sư phụ. Tốt, tốt. Được chưa? Được chưa? Đây là ban nhà bếp hả? Dạ phải. Cảm ơn quý vị nhiều. Cảm ơn quý vị đến nấu ăn. Dù thông báo trong thời gian ngắn như vậy. Cảm ơn nha. Thank you. Chào. Hello. Âu Lạc hả? Dạ. Đây Âu Lạc không đó hả? Dạ dạ. Mới Tâm Ấn hả? Dạ, tất cả quý vị là mới hết hả? Dạ dạ, tiểu đồng tu mới Tâm Ấn. Mới Tâm Ấn. Ồ, tiểu đồng tu và các đồng tu khác nữa. Rồi. Tiểu đồng tu, đồng tu Âu Lạc hay là những người nước khác nữa, tất cả ngồi lặng với nhau, tất cả với nhau. Vậy ta nói ngôn ngữ nào đây? Chào, chào, kính chào sư phụ. Chào. Chào. Chào, mạnh giỏi hả? Chào, mạnh giỏi hả? Sư phụ mạnh giỏi. Ờ, cũng được. Ok, cũng được. Mạnh nhưng mà không có giỏi. Tại làm việc, công việc nhiều, một mình mà làm không hết. Thành ra kêu bằng không có giỏi. Nhưng mà vẫn còn mạnh. Nếu mà làm được thêm nữa thì càng hay. Nhưng mà một mình làm không hết. Thành ra kêu bằng mạnh mà không có giỏi. Không có giỏi gì lắm. Chào sư phụ. Chào, được rồi. Chúc mừng nha. Dạ. Sắp thành Phật hết rồi. Sắp thành Phật hết rồi. Formosa hả? Dạ. Người Hoa Đại Lục đâu? Họ có đến không? Dạ có, họ ở trong đại điện. Dạ ở đây ạ. Trong chánh điện ạ. Chánh điện hả? Đồng tu nước ngoài đều ở trong chánh điện. Chào mọi người. Kính chào sư phụ. Hôm nay lạnh hả? Sao quý vị trùm mũ vậy? Chắc lạnh phải không? Có lạnh không? Kính chào sư phụ. Chào. Kính chào sư phụ. Khỏe, tôi khỏe. Tốt lắm, tốt lắm. Cảm ơn quý vị. Kính chào sư phụ. Được rồi, tôi chỉ dùng một tay. Còn tay kia để giữ cho vững. Chúng ta đều già hết rồi. Nhìn quý vị là tôi biết mình già ra sao rồi. Kính chào sư phụ. Giống như nhìn vào gương phải không? Chúng ta cùng già hết rồi. Kính chào sư phụ. Ai già, nơi này nhỏ quá. Quý vị ngồi ở đâu cũng không đủ chỗ. Tốt là không phải tất cả quý vị đều đến. May là có một số đồng tu không đến. Kính chào sư phụ. Chào Đại Lục hả? Dạ Formosa. Sư phụ đẹp quá. Đó là vì quý vị thấy tôi từ xa. Và quý vị không đeo kính. Tất cả đều thấy tôi chứ? Dạ thấy. Tôi đi xuống nhìn quý vị một lát thôi. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ. Sư phụ đẹp quá. Y phục đẹp, đó là lý do. Sư phụ đẹp quá. Ây, Ngọc hả? Sao còn trẻ trung quá vậy? Sao không ngồi giống chỗ mấy người Âu Lạc Việt Nam? Không có được phiên dịch hả? Ngồi đó không có phiên dịch nghe được không? Cảm ơn, không sao. Ây da, người ta sẽ hiểu lầm. Họ chuyên môn hiểu lầm, ta không nói họ sẽ hiểu lầm mà là chuyên môn hiểu lầm, họ là chuyên gia. Trước đây tôi thường ôm quý vị, phải không? Khi mới ra dạy, phải không?
Có lúc tôi ôm cả ngàn người, rồi khi về nhà thì mệt lả. Hai bàn tay mỏi nhừ, bây giờ thì không dám ôm mọi người nữa. Không có thời gian nhé, nhìn một cái là đã tốt lắm rồi. Có lẽ một năm nhìn một cái là đủ rồi, phải không? À, quý vị cũng phải tự kiếm công đức nữa chứ, không thể cứ lấy trộm từ tôi. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn gì chứ? Cảm ơn quý vị, chào mọi người. Kính chào sư phụ. Tôi vẫn ổn nhé. Quý vị được thông báo trước có một ngày không đủ thời gian. Xin lỗi đã làm quý vị cực như vậy. Có cực cho quý vị không? Dạ không. Có giận sư phụ không? Dạ không ạ. Một số có thể giận một số quý vị. Dạ không đâu ạ. Một số có thể giận rằng tôi không cho họ ngồi trên đó rất gần tôi. Một số giận tôi. Giận là không có phước báo đó, hiểu không? Tôi không làm điều gì xấu, tôi là người tốt. Giận người tốt là nghiệp chướng nhiều lắm đó, hiểu không? Dạ hiểu. Cảnh báo quý vị biết, quý vị giận sẽ không ảnh hưởng đến tôi, nhưng sẽ ảnh hưởng đến quý vị. Quý vị nên sợ điều đó, chứ không phải sợ tôi, hiểu không? Tôi già rồi. Chết thì chết thôi, không có chuyện gì cả. Tôi chuẩn bị sẵn bất cứ lúc nào. Tôi chuẩn bị ra đi bất cứ lúc nào. Sao anh ngồi đó, anh có thể ngồi phía trước? Anh thích chỗ đó hả? Dạ, con phải về sớm. À, hiểu rồi. Mấy giờ anh phải về? Dạ, 4 giờ 30 chiều. Hả? 4 giờ 30. Đã 4 giờ 30 rồi chưa? Chưa à? Tốt. À, anh nói được tiếng Hoa. Dạ, được rồi, nếu anh muốn. Không, chỉ là anh có đặc quyền chứ không bắt buộc. Tôi tưởng họ không cho anh biết. Tùy anh nhé. Con chào sư phụ. Ao Lạc hả? Dạ, mới thành Phật đây hả? Dạ. Chào mấy đồng chí. Chào mấy đồng chí. Bây giờ mới thiệt là đồng chí đó nha. Đồng chí hướng mà. Đồng chí hướng mà. Đồng chí hướng, hướng lên trên đó mới thiệt là đồng chí. Đi theo bác Hải, đúng là đồng chí rồi. Dạ. Ao Lạc mạnh giỏi hết hả? Ở nhà có mạnh giỏi hết hả? Cả nước mạnh giỏi hả? Dạ, dạ. Không có gì phải không? Dạ. Rồi. Tôi thích tóc của anh. Người gì? Người Ao Lạc hả? Không phải Mông Cổ ạ. Mông Cổ thế à? Nói được tiếng Anh không? Dạ, một chút. Một chút. À, ai cũng nói với tôi như vậy. Tôi đã bảo quý vị học tiếng Anh. Không biết nữa. Từ thời nhà Thanh rồi. Không ai chịu học gì hết. Ai cũng đến đây. Đeo tai nghe như vậy đó. Tiếng Anh có gì không ổn? Rất dễ học mà. Đến đây đeo toàn ten mấy cái tai nghe như vậy đó, trông thật buồn cười. Chào, chào sư phụ. Ở đây cũng Ao Lạc hả? Ao ca lạc nghiệp hả? Sao cạo đầu hết trơn, muốn đi tu hả? Muốn thành thầy chùa hả? Tôi thầy chùa tóc dài nè, thấy không? Cạo chi cho nó lạnh? Trời sinh sao để vậy cho rồi. Nhưng mà cạo đầu nó tiện ha. Tắm rửa cũng tiện. Không cần phải thổi tóc, thổi gì hết. Không cần phải tóc quăng quăng gì hết, mất công quá. Hồi xưa sư phụ cạo đầu thấy đẹp đó. Bây giờ để tóc dài chẳng thấy đẹp gì hết. Làm việc nhiều quá, mắt mặt mày nhăn hết trơn. Tóc rụng, rụng hết, còn chút xíu. Còn chút xíu à? Cũng còn, nhưng mà nó mỏng. Kính chào sư phụ. Sư phụ khỏe không ạ? Khỏe, khỏe, khỏe. Quý vị có thoải mái không? Con thương ngài. Cũng thương quý vị. Kính chào sư phụ. Sư phụ, sư phụ đẹp quá. Đẹp lão. Đẹp lão, đẹp lão. Cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị, cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn nha. Cảm ơn mọi người hỗ trợ. Kính chào sư phụ, kính chào sư phụ. Vẫn còn đến thăm bà lão này hả? Con cảm ơn sư phụ ạ. Vẫn còn đến gặp bà lão này hả? Kính chào sư phụ. Chào quý vị. Cảm ơn sư phụ.
Tóc bạc rồi, trời ơi. Thời gian trôi nhanh quá. Chẳng mấy chốc và quý vị thấy hình của tôi trước kia. Tóc rất đen phải không? Ngay cả không có tóc cũng thấy nó đen. Bây giờ hễ sờ vào là thấy tóc bạc, tóc màu bạc đẹp ạ. À. Tôi đội mũ để che nó lại. Cảm ơn quý vị để che tóc bạc. Quý vị ổn không? Dạ ổn. Ổn hả? Tóc tôi cũng y như tóc quý vị. Chỉ là che lại nên quý vị không thấy. Tôi đây. Kính chào sư phụ. Họ ngồi phía sau nên tôi sẽ đi nhìn một lát. Quý vị nhìn nhiều vào. Đến gặp quý vị rất mệt, cứ như là đi gặp vua vậy đó. Phải. Tôi phải chọn y phục nào để mặc. Và phải đi tắm trước. Vì đôi khi quá bận rộn với công việc rồi không tắm được nên tôi sợ là mình có thể có mùi. Mùi của quý vị đã rất nồng rồi, tôi không muốn thêm vào. Lúc trước, khi từ Áo về, tôi ngồi trên một chiếc xe van nhỏ. Có 5, 6, 7 hoặc 8 chỗ ngồi. Sáng sớm, chúng tôi lái đến phi trường, 3 hoặc 4 người từ Formosa đã đến mời tôi và cùng đi với tôi về đây. Họ chưa mở miệng, tôi đã biết ý định của họ rồi, tôi nói tôi sẽ tự nguyện đi. Quý vị không cần nói gì cả. Thật ra họ dùng một cái kế. Họ cử người già tới, hiểu không? Những người già, người bệnh và bị cảm lạnh hay gì đó, không phải bị cảm nặng. Những người này đã bay từ đường xa như vậy, suốt từ Đài Loan đến Áo. Sau khi họ đến, họ cứ ho, tôi cảm thấy ái nái. Họ già cả như vậy mà được cử tới đó. Hoặc có lẽ bị kéo đến đó để gặp tôi. Cũng không sao. Họ có cớ chính đáng để mời tôi về. À quên chứ, điểm chính là cái mùi. Chiếc xe van thì nhỏ. Khi tôi đi ra, vừa mở cửa xe, thì suýt ngất xỉu. Vì mùi quá nồng nặc. Tôi nghĩ mùi đó là từ tất cả họ rồi. Sau khi ngồi xuống ở ghế trước thì tôi mới biết nó toát ra từ người ngồi bên cạnh tôi, chỉ một người. Anh ta quên tắm hay gì đó. Anh ta đi ngủ với bộ đồ mặc từ ngày hôm trước, rồi ngủ dậy và đi lái xe mà không thay đồ. Sau đó tôi mới biết là do anh ta. Tôi đã hiểu lầm là mùi từ những người Formosa sạch sẽ. Xin lỗi nha, chào ơi. Mùi quá nồng nặc. Không biết quý vị có bao giờ gặp tình huống đó chưa? Có không? Dạ có. Có à? À, tưởng chỉ mình tôi bị thôi chứ. Quý vị cũng có kinh nghiệm như thế à? Mùi gì cũng vậy. Cái mũi là quốc tế mà, phải không? Bất kể là mùi gì cũng như nhau thôi. Có người mũi không thính lắm. Họ không ngửi thấy gì cả. Có một người đàn ông mới cưới vợ, muốn làm đẹp lòng chồng. Cô vợ xịt rất nhiều nước hoa của một thương hiệu nào đó, chắc khử mùi vân vân, rồi cô ấy xuất hiện với bộ tóc mượt mà ống ả, cũng xịt nước hoa. Họ mới kết hôn mà, ông chồng đang bận làm việc ở nhà, cô ấy đi qua đi lại nhưng ông chồng không để ý. Rồi cô ấy đến gần hơn, ông chồng không hít như vậy, như hít một hơi thật sâu hay gì đó như thế này. Không có, không làm vậy. Cô vợ nghĩ thật kỳ lạ, mình mặc đồ đẹp và xịt rất nhiều nước hoa. Có sức quyến rũ như thế, anh ấy phải phản ứng mới đúng chứ. Sao mũi anh ấy cứ dán vào máy vi tính, chẳng phản ứng gì cả. Sau này cô mới biết ra là mũi của ông chồng hỏng rồi. Mũi không thính. Có người mắt kém. Trông thì y như chúng ta, nhưng một trong mấy phụ tá của tôi không thấy được màu sắc. Một số người như vậy đó. Hồi trước tôi không biết những chuyện như vậy. Tưởng là bản thân có rất nhiều khiếm khuyết về thân thể. Rốt cuộc tôi nhìn quanh, ồ, rất nhiều người có vấn đề. Khứu giác không nhạy, mắt không tỏ, tai không thính.
họ cũng có thể có những khiếm khuyết thân thể khác mà tôi không để ý. Cho nên chúng ta vậy là tốt lắm rồi. Tôi rất khỏe, mắt vẫn nhìn được. Chỉ khi làm việc thì tôi cần kính đọc sách cho dễ hơn. Bằng không sẽ khó đọc hơn. Có kính thì đọc sách dễ hơn. Rồi tôi có thể đứng hoặc ngồi đọc, không cần phải cúi xuống, hiểu không? Chỗ thắt lưng của tôi đã đau rồi. Tôi vẫn biết ơn là mình có phước. Tôi vẫn còn sống dù có người nguyền rủa tôi. Và tôi không ăn gì mấy. Có lúc ăn, có lúc không ăn. Có lúc ăn rất nhiều giống như hôm nay. Tôi lo lắng về việc quý vị đến. Mấy hôm nay tôi không ngủ nên bị mệt. Tôi mới nghĩ tốt hơn là nên ăn gì đó. Không thì không thể đi xuống đây được. Tôi ăn gì đó và uống trà để có chút năng lượng. Tôi tự nấu thì ngon hơn. Tôi nấu chút cháo gạo rồi ăn với dưa leo. Người Formosa họ làm món dưa leo muối, dưa leo, vải. Nhưng trong hộp thiết, quý vị biết không, hãy đi đến chỗ khác bằng không người ta sẽ ganh tị. Được rồi, tốt, rồi sao? Đã lâu rồi tôi không ăn cháo, bởi vì không có thời gian để nấu thức ăn nóng, mà có thể ăn liền. Đôi khi tôi lấy món gì đó đơn giản từ tủ lạnh. Tôi không ăn nhiều, thật kỳ lạ, hôm nay lại ăn rất nhiều. Khi tôi không nên ăn nhiều vậy, luôn luôn như thế. Đôi khi quý vị muốn đúng giờ, khi đi gặp ai đó nhưng sau đó mình bỗng nhiên quên mất và rồi đến muộn. Có phải như vậy không? Mỗi lần ra gặp quý vị đều có chướng ngại. Vấn đề hôm nay là thức ăn do chính tôi nấu. Tôi tự nấu và nó rất ngon, nóng hổi và mới nấu. Hơn nữa, từ hôm qua tôi chưa ăn gì cả nên rất ngon. Thế là tôi quên và ăn rất nhiều. Tuy nhiên, tôi đáng lẽ mặc quần áo rộng, loại y phục này. Lâu rồi tôi không thấy. Loại này là từ Indonesia, họ treo nó trên đó và khi tôi đi xuống thì nó ở ngay trước mắt tôi. Thông thường tôi cần tìm rất lâu, bởi vì họ treo rất nhiều y phục ở đó. Hôm nay nó ở ngay trước mắt, mỉm cười mời mọc tôi. Vì thế tôi nghĩ được bộ này đẹp. Tôi tưởng nó tương tự như mấy bộ y phục rộng mà tôi thường mặc. Khi treo lên, nó trông to và rộng. Vừa mặc vào tôi nói, ấy trời ơi. Lúc mặc tôi mới nghĩ, cha ơi, bây giờ làm sao đây? Ồ, quá muộn rồi, thôi kệ, cứ mặc đại. Vì vậy tôi choàng cái này để che lại. Phía trước, thấy không? Chỉ phụ nữ mới được nhìn thôi. Mấy cái nút đều là tại thức ăn ngon của Formosa. Đây, cảm ơn. Tôi có duyên với Formosa nhiều hơn, phải không? Tốt, tốt, sư phụ, con thương ngài, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi không thể đi cả ngày được, cho nên chỉ đi tượng trưng thôi nhé. Sao? Kính chào sư phụ. Chào. Khi mới đến Formosa, tôi không biết ai cả, cũng không có tiền. Vì tôi xuất gia mà, và quần áo, đồ trang sức. Bông tai, lắc tai. Đủ thứ tôi cho người ta hết. Rồi khi đến Himalaya Sơn tôi mới nhận ra mình không có tiền. Tôi không có tiền. Dĩ nhiên khi đến Đài Loan tôi cũng không có tiền, chỉ có chút đỉnh thôi. Rồi một cô gái Đài Loan, chúng tôi gọi là cô Liêu, giúp thông dịch cho tôi. Khi nói đến đây tôi không biết nói tiếng Hoa. Cô ấy nói tiếng Anh giỏi và cô ấy luôn thông dịch giúp cho tôi. Cô ấy cũng cúng dường, chút tiền và thức ăn cho tôi. Còn một người nữa, hai người họ sau này đều trở thành đồng tu. Lúc đầu thì chưa. Cô ấy thấy tôi là người xuất gia nước ngoài, mặc quần áo tả tơi và không có tiền, nên cô ấy cúng dường cho tôi. Còn có một cô khác nấu ăn cho tôi mỗi ngày.
Thế nên phước báo của một người hoặc vài người có thể chia sẻ với cả quốc gia qua nhân duyên của họ, hiểu không? Cho nên chúng ta phải nên biết ơn họ nhé. Vài người đầu tiên. Người tu hành nhận sự hỗ trợ và giúp đỡ từ người dân của một nơi có bổn phận ở lại và khai sáng cho người dân ở đó. Đây là một hành động hỗ tương để báo đáp công ơn của họ. Chỉ một hai người làm việc công đức là cả quốc gia được lợi ích. Nếu một hai người tạo nghiệp xấu thì hậu quả sẽ ngược lại. Có hai loại nhân duyên. Một là cho người khác, hai là nhận từ người khác. Cả hai đều có thể gieo duyên. Tôi chỉ gieo duyên với đúng người. Không nhất thiết lúc nào cũng nhận đồ mới là gieo duyên. Khi còn tại thế, Phật Thích Ca Mâu Ni kể chuyện về các tiền kiếp của Ngài. Thậm chí Ngài phải bố thí thân thể máu thịt của Ngài cho chúng sinh để gieo duyên với họ. Tới mức như thế đó, hiểu không? Dạ hiểu. Một số người cúng dường cho Ngài nhận được rất nhiều phước báo. Những người cúng dường chẳng bao lâu trở thành người tu hành. Và khi theo Phật thì sự tu hành của họ thuận lợi hơn và dễ dàng hơn. Những người hãm hại Ngài thì khó khăn hơn, mặc dù họ gặp Đức Phật, nhưng họ vẫn không thay đổi. Đôi lúc còn phản bội Ngài, và đôi khi bị nghiệp che mắt. Họ vẫn làm những việc sai trái. Phật Thích Ca Mâu Ni bố thí thân thể vương quốc của Ngài và tự nguyện bỏ vợ. Đó là khác. Không phải Ngài bị người ta phương hại. Ngài tự nguyện để cho chúng sinh ăn máu thịt của Ngài, điều đó không giống nhau. Nếu họ ép buộc hoặc hãm hại Ngài thì sẽ khác. Như Đề Bà Đạt Đa, đời đời kiếp kiếp ông ta vẫn y như vậy, bị đọa địa ngục như đi chợ. Thế mà vẫn không học được bài học. Tuy nhiên thế gian này là như vậy, chỗ nào có âm thì có dương. Chúng ta có thể chịu đựng bất cứ gì để mang lại phước lành cho chúng sinh. Tốt, được rồi. Xin lỗi, tôi già rồi không thể đi quanh hết được nhé. Nhìn tôi qua tivi nha. Tôi vừa mới ăn xong, rồi còn phải đi bộ nữa. Chân tôi nặng trĩu. Từ nay trở đi tôi sẽ chú ý, khi quý vị đến tôi sẽ không ăn. Ngất xỉu thì ngất xỉu, kệ thôi. Sao quý vị ngồi đó, thích chỗ đó hả? Hay không thích chỗ này? Lên đây. Lên đây, 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 đây. Tôi rất nhỏ người, tôi đi thế này. Quý vị lên đi, ba người quý vị. Tới đây, nhìn này thấy không? Quý vị thấy tôi đi thế nào chưa? Có thể ngồi cả hai người, cả hai bên quý vị có khỏe không? Được, được, tốt, tốt. Đến đây, cưng, cưng. Có chỗ ở phía trước, chỗ ở đây. Đừng lo, tôi rất nhỏ người. Bụng tuy lớn nhưng tôi vẫn nhỏ. Quý vị cũng có thể ngồi trên đây nếu không thoải mái. Có rất nhiều chỗ. Không biết tại sao họ là một chỗ lớn như thế. Tôi nhỏ người mà ngồi trên chỗ to lớn. Họ muốn vương quốc của tôi lớn, đó là lý do. Phải. Ừ, nhìn đi nhé. Tiền vé máy bay của quý vị đang ngồi đây cho quý vị. Xin lỗi. Có lẽ với công đức tốt, quý vị sẽ sớm có một chỗ thiền lớn hơn. Tôi đang tiến hành việc đó. Mỗi quốc gia, ngay cả quốc gia bảo vệ tự do nhất,
freedom. Như Formosa cũng có luật lệ. Protecting country like hiểu không? Taiwan. Thế này là tốt lắm rồi. Hiểu không? À, nên chúng ta phải cảm tạ Thượng Đế cho mọi thứ mình có. Dù không nhiều, nhưng cũng tuyệt, phải không? Dạ phải. Có người nói, ồ, tại sao tôi để quý vị đến đây mà không có phòng nào, hoặc nhà nào không tiện nghi gì cả. Nhưng thỉnh thoảng có chuyến dã ngoại cũng tốt, phải không? Ở nhà đôi khi quý vị cũng cuốn lều. Lâu rồi, cuốn lều của mình. Đến công viên với con cái hoặc bạn hữu, ngồi trên sàn hoặc trên tấm vải, đúng không? Và có tiệc nướng thuần chay, đúng không? Và ăn ngoài trời trên bãi cỏ với không khí trong lành. Nên đây chỉ như chuyến dã ngoại cho quý vị. Tôi không biết tại sao lại có người phàn nàn. Có ai phàn nàn không? Dạ không. Tốt hơn là không. Phải. Có người phàn nàn, nhưng đừng bận tâm về điều đó. Tôi biết đa số quý vị vui khi được ở đây. Dạ phải. Quý vị ở đây tốt hơn nhiều so với khi tôi ở Ấn Độ. Ở Ấn Độ, tôi thậm chí không có lều. Nếu có một mái che như hành lang ở bên ngoài, có mái che thì tôi sẽ ngồi dưới đó và ngủ dưới đó. Nếu không, tôi chỉ che bằng áo khoác ngoài. Như khi quý vị lạnh, quý vị khoác áo đó. Nên tôi chỉ để cái ghế, biết không? Trong đạo tràng nào họ cũng sẽ có cái ghế, ghế dư đâu đó và tôi chỉ ngồi trên ghế đó và trong góc ban công. Ban công nào cũng có một góc. Tôi ngồi ngay trong góc. Che người bằng áo khoác trong góc, ngồi trên ghế. Và đó là nhà của tôi. Và có bất cứ hành lý nhỏ nào, tôi đặt ở phía trước. Nên lỡ có bị ngã, tôi không ngã ngay trên nền xi măng mà chỉ đụng vào hành lý của mình. Bảo vệ đầu, không tệ lắm. Tôi không ngốc đến thế, tôi biết hết. Rồi nếu không có tiền, và đôi lúc tôi đi vòng vòng, đến thăm vài đền thờ linh thiêng hoặc những thánh địa. Tôi đi hầu như khắp Ấn Độ, không còn nhớ địa danh. Thì tôi chỉ bung dù ra, tôi có một cái dù xếp nhỏ. Tôi bung dù ra, và nước mưa chảy ra chứ không chảy xuống. Hoặc sương, bất cứ gì. Nó là một cái lều rất rẻ và mình mang theo khắp nơi. Và tôi không bao giờ cảm thấy như vậy là rất khổ hạnh hay bất cứ gì như thế. Lúc đó tôi cảm thấy rất vui. Bây giờ cũng vui. Và tôi có thể phục vụ cho loài người và những loài khác. Tôi cũng rất vui về điều đó. Rằng tôi có thể làm, rằng tôi được phép làm, rằng tôi được trao lực lượng để làm thế. Tôi cũng rất vui. Nhưng lúc đó thì khác. Tự do tự tại hơn, thảnh thơi. Muốn ngủ thì ngủ. Đói thì ăn và đi dạo quanh khi tôi cảm thấy thích, vận động chân hoặc thân thể. Nhiều thứ vẫn còn miễn phí trong đời. Ngay cả ở Hy Mã Lạp Sơn, tôi được một bác sĩ nắng khớp điều trị miễn phí. Tôi không có vấn đề gì, chỉ là bất cứ ai mà ông thích, ông nói đến đây, tôi sẽ xoa bóp cho quý vị. Ông chỉ điều trị miễn phí. Ông ấy đi nghỉ mát ở Hy Mã Lạp Sơn, lúc đó tôi đang ở Rishikesh và sống trong một ngôi nhà bùng nhỏ, trả tiền thuê nhưng rất rẻ. Ngày nào tôi cũng nướng bánh chapati và ăn với bơ đậu vọng và bất cứ rau dại nào mà tôi tìm thấy xung quanh. Tôi rất vui, rất tự do tự tại, biết không? Rồi buổi sáng tôi đến sông Hằng tắm rồi, và rồi có vài ở đó còn có nước chảy miễn phí như một thác nước nhỏ. Đi đến đó mỗi ngày để giặt quần áo, và tôi đến sông Hằng chỉ để vẩy chút nước lên. Đời sống thật tuyệt. Lúc đó tôi hạnh phúc nhất.
mình vui, thậm chí không biết mình vui, bởi vì không có gì buồn về bất cứ điều gì, nên mình không nghĩ tới chỉ sau khi tôi rời khỏi đó. Bây giờ thật là một gánh nặng, hoặc bận rộn mỗi ngày, mỗi đêm, rất nhiều việc và rất nhiều trách nhiệm. Rồi đôi khi tôi có cảm giác luyến tiếc về lối sống đó. Thật tự do, tự tại. Ở Ấn Độ, quý vị không cần có rất nhiều tiền mới sống được. Tôi ăn rất đơn giản, chỉ bánh chapati tự tôi làm lấy trong cái đĩa rất nhỏ như thế. Mình có thể dùng đĩa để đun nước và cũng để nướng bánh chapati, ăn với bơ đậu phộng và chút dưa leo. Đại khái vậy. Lối sống đó thật sung sướng. Và trong khu vực đó, quý vị tự do, quý vị cũng cảm thấy tự do bởi vì từ trường ở đó không như trong thành phố. Và không có nhiều người lắm, có vài người đi hành hương. Họ thành tâm. Tâm họ thuần khiết và những người dân sống ở đó cũng rất thuần khiết bởi vì họ không đi xuống đồng bằng. Nơi ồn ào náo nhiệt, nhịp sống xô bồ, họ sống rất xa chỗ đó và nơi đó có từ lâu rồi. Giống như đền thờ tự nhiên cho người tu hành. Đức Phật đã đến đó, nhiều minh sư đã đến đó, có vài minh sư nổi tiếng vẫn còn ở đó hoặc đến từ đó hoặc đi đến đó để ổn định cuộc sống. Vì vậy, từ trường ở đó rất thanh nhẹ, rất đơn thuần, cho dù không làm gì cả, mình cũng cảm thấy vui. Thậm chí không thấy là mình cảm thấy vui, mình chỉ sống tự tại. Không bận tâm đến thế giới, tôi chỉ ăn bánh chapati với bơ đậu phộng và thỉnh thoảng một cái bánh samosa thuần chai nhỏ. Đó là món tôi ưa thích, đó là yếu điểm của tôi lúc đó. Tôi không có tiền để ăn nhiều hơn mỗi ngày, chỉ một cái thôi, một cái rất nhỏ, rất nhỏ, bằng cỡ cổ tay tôi. Khoảng chừng này, rất nhỏ. Một số họ làm lớn hơn, nhưng loại đó rất nhỏ và tôi chỉ đủ tiền để mua mỗi ngày một cái, nhưng đôi khi tôi không ngừng được nên ăn 2-3 cái và rồi một tuần, không thể có gì nữa hết. Không có dưa leo và bánh chapati ít hơn và những thứ khác ít hơn. Đi bộ thay vì đi ngựa. Bằng cách nào đó mình xoay sở được, có thể uyển chuyển với tiền của mình. Bằng cách nào đó mình xoay sở được, biết không? Có thể linh hoạt sử dụng tiền của mình. Tôi không có nhiều lắm vì đã cúng dường cho một số vị thầy. Tăng ni bất cứ nơi nào tôi đến, mặc dù tôi không có nhiều tiền, nhưng thỉnh thoảng tôi như thế đó. Cúng dường hết rồi, không còn gì cả, còn chút đỉnh thôi. Tôi nghĩ dù sao cũng sống được. Tôi nghĩ Thượng Đế sẽ chăm sóc cho tôi, nhưng Ngài đâu có, tôi đâu thấy gì từ trên trời rơi xuống đâu. Tôi thật là ngốc. Nghĩ Thượng Đế sẽ chăm sóc, nhưng bằng cách nào? Thượng Đế không kiếm tiền, phải không? Bằng không. Tất cả chúng ta đã giàu rồi, đúng không? Chúng ta đã không phải làm việc. Thượng Đế không quan tâm về tiền, thành ra Ngài không hiểu chúng ta. Đó là lý do có người phải đi xuống đây. Sống như quý vị, đau khổ với quý vị. Trải qua thăng trầm, đủ thứ với quý vị, đó là cái giá phải trả. Có người hỏi tôi, nếu Ngài là minh sư, tại sao Ngài không có thần thông? Chứng minh cho tôi thấy Ngài là minh sư đi, làm gì đi? Ta nói cái gì? Hú là hấp hả? Làm cái gì? Tôi có hai tay, có một bộ óc, có hai chân, có cơ thể hoạt động được, và một cái đầu rất thông minh. Sao phải cần Thượng Đế làm bất cứ điều gì cho tôi? Chỉ để chăm sóc phàm thân nhỏ bé này ư? Quý vị hiểu không? Ồ, phải. Thỉnh thoảng có thể mình được vài phép lạ nếu gặp phải tình cảnh tuyệt vọng. Nhưng tôi sẽ không để mình rơi vào tình cảnh tuyệt vọng và rồi trở thành người ăn xin sự thương xót của Thượng Đế. Như vậy là không đúng. Thượng Đế đã làm rất nhiều rồi. Thượng Đế đã tạo ra tất cả quý vị, nhìn mình coi, và đã gây rất nhiều rắc rối cho Ngài rồi. Tại sao tôi cũng đến nói?
con nữa, hãy thêm con vào danh sách vấn đề của Ngài. Hiểu chứ? Hãy công bằng chứ hả? Thượng Đế đã tạo ra và chăm sóc toàn bộ cõi sáng tạo và đã ban cho mình quá nhiều thứ rồi. Có điều là chúng ta đôi khi lười, không làm gì tốt cả, thậm chí còn làm điều xấu nữa và gây rắc rối, và rồi đổ lỗi tất cả cho Thượng Đế. Như hôm nay, tôi ăn rất nhiều trước khi đến đây, nên cảm thấy quần áo rất chật. Đó là vấn đề của tôi, không phải của Thượng Đế, phải không? Nếu không ăn quá nhiều, tôi sẽ trông đẹp hơn trong bộ đồ này. Nhưng khi biết thì quá muộn. Tôi mới giải thích lúc nãy rồi, đúng không? Quý vị có nghe dịch hết không? À, tôi sẽ không lặp lại nữa. Đó là một điều xấu hổ. À, nhưng đã nhiều ngày rồi tôi không ăn được ngon miệng. Và rồi hôm nay tự nấu gì đó cho mình, nghĩ là sẽ cảm thấy khỏe hơn. Vì tôi đã ngủ không được nhiều, nghỉ ngơi không được nhiều, và gần đây lại có rất nhiều căng thẳng và công việc. Nên tôi nghĩ, thì chiều mình chút có sao đâu, nấu cháo gạo ăn. Và bất cứ món gì dư từ hôm trước, tôi cho hết vào cháo. Hôm nay là ngày thịnh soạn. Và do tự tay mình nấu thì dĩ nhiên phải ngon. Quý vị hiểu tôi nói gì không? Bởi vì nó hợp khẩu vị của mình. Khi tự nấu lấy và thức ăn còn nóng, sẵn sàng và mình cũng cảm thấy muốn ăn, thấy ngon miệng. Thế nên tôi nghĩ nấu nhiều hơn một chút để ăn hai lần. Hôm nay một lần và ngày mai tiếp tục ăn nữa. Nhưng tôi đã ăn hết trong một lần. Rồi sau khi mặc bộ đồ xinh đẹp này, tôi mới nhận ra, ôi, quả là sai lầm. Lẽ ra chỉ nên ăn một chút thôi, rồi khi về ăn tiếp biết không? Nhưng khi ăn ngon miệng và món gì đó mình thích, mình cứ ăn mãi mà không suy nghĩ, đều là tại quý vị hết. Nếu quý vị không đến đây, tôi có phải chịu đựng như vậy không? Không phải lỗi Thượng Đế, mà lỗi tại quý vị. Con người tạo ra, phải không? Tại quý vị hết, quý vị tạo ra. À, này, quý vị ăn chưa? Điểm tâm, ăn chưa? Dạ rồi, được rồi, chúng ta chỉ có tối đa hai bữa ăn ở đây. Vậy, cứ chảy nước miếng chờ đi. Được rồi, tôi sẽ đi ngay để quý vị có thể ăn, đừng lo. Dạ không. Không, ý quý vị là sao? Cái áo muốn bung ra chỗ này đây. À, cũng được, thật ra không tệ lắm. Ờ, tôi tưởng kiểu áo này không còn vừa cho mình nữa ở tuổi này. Đã lâu rồi, tôi không mặc kiểu áo này. Tôi luôn mặc đồ rộng rãi, quý vị biết phải không? Khi mình lớn tuổi thì tự do và thoải mái hơn là tốt nhất. Không quan trọng bề ngoài nữa phải không? Mà là sự tự do. Nhưng tôi đâu có biết bộ áo này lại nhỏ đến thế. Nhìn thì thấy rất rộng khi treo trên đó, phẳng phiu, nên thấy lớn. Tôi nghĩ tương tự như mấy bộ đồ thường mặc mọi khi. Đem về chỗ của mình, mặc vô. Tôi mới nói, ôi chà, mình đi xuống như vậy sao? Với tất cả nút không cài vào nhau được nữa, mình đi xuống thế nào đây? Nên tôi mới khoác khăn quàng ở đây. Đây cũng là mẹo cho quý vị. Chúng ta có thể đưa lên truyền hình vô thượng sư, mẹo vặt trong ngày. Nếu lỡ ăn quá nhiều mà vẫn muốn trông đẹp và gọn, thì khoác khăn quàng phía trước và thắt nó lại thế này, để nó nằm ngay chỗ các nút, che chỗ nào bị hở mà tự mình tạo ra bởi sự ngon miệng của mình. Ồ, mà tôi rất vui, biết sao không? Đã lâu rồi tôi chưa được ăn một bữa ngon như vậy. Bởi vì hầu như không có đủ thời gian để nấu nhiều. Chỉ ăn những gì đơn giản lấy từ tủ lạnh ra hoặc bất cứ gì họ đưa tới nhưng không còn nóng nữa. Bởi vì có khi người khác mang thức ăn đến, rồi tôi lại quá bận rộn, hiểu không? Tôi thấy mình có thể ăn lúc đó, đôi khi thấy đói nhưng rồi lại nghĩ không, không có thời giờ. Áp lực thời gian phải làm cho xong việc này trước đã. Và khi xong việc rồi thì đã qua cơn đói hay gì đó, không còn thấy ngon nữa, mà thức ăn cũng đã nguội. Cho nên hôm nay, khi tôi tự nấu cho mình ăn,
này cúc mày sợ. Chị thấy làm đúng rồi. Chỉ có y phục là không đúng, không phải tôi đâu nha. Cũng phải có lúc tôi xứng đáng được ăn ngon chứ, tự nấu lấy phải không? Chính y phục là vấn đề, đây là vấn đề. Quý vị là vấn đề. Đây, quý vị đến để nghe giáo lý Phật giáo, giáo lý Công giáo mà quý vị chỉ nghe về thức ăn. Đừng lo, cứ thư giãn. Quý vị sẽ về nhà. Sớm muộn gì thì quý vị cũng sẽ về nhà. Bất cứ gì ta nói với quý vị cũng là một bài học, hiểu không? Nên tương lai nếu có trở thành minh sư thì đừng ăn. Đừng ăn, nhất là khi đi gặp đệ tử. Và nếu quý vị là phụ nữ thì lại càng không nên ăn, đừng ăn gì cả. Giữ dáng vóc của mình. Bên ngoài cũng quan trọng đối với nhiều người. Đó là lý do ta mặc quần áo đẹp. Chúa Giêsu đi chân không. Phật chỉ mặc áo cà sa. Bồ Đề Đạt Ma thậm chí không cạo râu, chỉ ngồi đó. Họ thử đủ thứ cũng không hiệu quả. Tôi thử thế này xem có hiệu quả hơn hay không. Quả thật có hiệu quả. Có hiệu quả phải không? À, đúng vậy. Rất tiện lợi, thấy không? Tôi có quần áo đẹp mà tôi vẽ kiểu. Hầu hết tôi có thể mặc rất vừa vặn, còn có thể bán nữa, thấy không? Hai kinh doanh trong một hợp đồng. Vì vậy, tôi kiếm được tiền đồng thời cũng trông đẹp và người ta thích nhìn tôi, thấy không? Vậy nên, tôi nghĩ có lẽ trong tương lai nếu có thành Phật thì quý vị hãy mặc quần áo đẹp, trang điểm lên, làm đủ thứ, giày cao gót. Rồi có lẽ có hiệu quả. Chứ người ta đi xem phim, xem những ngôi sao điện ảnh xinh đẹp để làm gì? Vì người ta thích cái đẹp, phải không? Có lẽ vậy. Cho nên tôi sẽ. Tôi không nghĩ là họ nghe, nhưng tôi muốn khuyên tất cả minh sư nên mặc y phục đẹp. Chỉ đừng ăn trước khi ra gặp đệ tử, trước satsang, pháp hội. Chủ nhật đừng ăn gì cả, cho tới khi xong việc, về nhà. Nhưng có lúc tôi làm việc, cực đến nỗi không có thời gian để ăn. Và khi muốn ăn, thì lại quá mệt, tôi chỉ ngã xuống hoặc ngồi đó, tranh đấu có nên ăn hay không, hay là đi ngủ. Và rồi thân thể quá mệt mỏi, nên thân thể thắng. Rồi ta nói, không sao, ngày mai mình vẫn có thể ăn. Giờ thì nghỉ một chút đã, như thế đó. Vì nếu cứ lúc nào cũng ăn, tôi nghĩ mấy kiểu quần áo này thậm chí không thể nhìn tới, đừng nói chi đến mặt, thấy không? Mặc dù có một chỗ hở nhỏ giữa mấy cái nút, nhưng tôi vẫn còn mặc được, hiểu không? Như vậy tốt. May là không phải lúc nào tôi cũng có thức ăn ngon, và cũng không ăn ngon miệng. Nhưng tôi cố gắng ăn, bởi vì điều này tốt cho thế giới, tạo duyên lành với nhiều chúng sinh. Khi mình thọ thực, đó là lý do Phật Thích Ca Mâu Ni đi ra ngoài khất thực mỗi ngày, mỗi buổi sáng, là một hoàng tử và có rất nhiều đệ tử. Quý vị nghĩ Ngài cần ra ngoài khất thực sao? Không, nếu Ngài muốn, phụ vương Ngài cũng sẽ cung cấp mọi thứ Ngài cần. Phụ vương Ngài còn xây cung điện mùa hè, cung điện mùa đông cho Ngài, để Ngài được mát mẻ, để Ngài được dễ chịu trong mọi loại thời tiết. Thì làm sao mà không cung cấp thức ăn cho Ngài mỗi ngày? Quý vị hiểu tôi nói không? Chỉ là Đức Phật từ bi. Ngài muốn dùng cách này để cho người bên ngoài có cơ hội kiếm công đức để được giải thoát. Ít ra một người được giải thoát, dù không thọ tâm ấn, chỉ nhìn Ngài một lần, đối đãi tốt với Ngài, cúng dường Ngài thức ăn, vậy là đủ để người đó có được một chỗ trên thiên đàng cao, giải thoát, ra khỏi tam giới rồi. Có nhớ truyền Phật giáo mà tôi đã kể trước đây không? Có một bà rất nghèo, và chỉ một trong các đệ tử của Ngài, đệ tử xuất gia, thậm chí không phải chính Ngài gặp bà đó.
Và bà đang khóc rồi vị tỳ kheo đứng trước mặt bà, hỏi bà có chuyện gì nhớ không? Rồi bà nói bà quá nghèo và bị hành hạ mỗi ngày và không còn thiết sống nữa vân vân và vân vân. Rồi vị tỳ kheo dạy bà cách để bán cái nghèo đi. Nhớ chuyện đó không? Quý vị có xem hay chưa? Quá bận không xem. Trên truyền hình đã được chiếu trên truyền hình vô thượng sư của chúng ta, hàng ngày đều có chiếu gì đó trên truyền hình. Họ chiếu khuôn mặt của tôi ở đó. Đôi khi tôi thấy mặt mình và đôi khi nghe bài nói chuyện của tôi, bởi vì thỉnh thoảng tôi để ý. Chà, chuyện hay thật. Bởi vì có khi tôi nói gì đó rồi cũng không nhớ nữa, nhớ rất ít. Có thể chỉ nhớ điểm chính chứ không nhớ toàn bộ như lúc nói trực tiếp. Khi tôi đang nói thì nó khác. Nghe vậy, bà nói bà không có gì để cúng dường. Vậy làm sao bà được giải thoát nếu không có gì để cúng dường? Nhưng bà có chút cỏ khô mà bà có thể dùng để nằm lên ngủ, giống như rơm khô. Hoặc tương tự vậy, bà ngủ trên đó. Vì vậy, vị tỳ kheo nói bà có thể cúng dường cỏ, hiểu không? Nên bà bèn đặt chút cỏ sạch qua một bên. Có lẽ trong tâm bà cúng dường cho vị tỳ kheo đó để dâng lên Đức Phật, rồi bà ngồi qua một bên. Và rồi đêm đó bà qua đời một cách tự nhiên. Vậy đó. Rồi bà đi thẳng lên thiên đàng, trở thành người đứng đầu của một đoàn tùy tùng lớn trên đó. Sau đó bà thấy được thân thể mình nằm ở dưới đó, rồi bà đưa đoàn tùy tùng cùng nhau trở xuống địa cầu và chôn cái xác đó, thân thể bà theo cách vinh dự này kia. Dù chỉ là cỏ, và cúng dường cỏ với lòng thành, với lòng tôn kính, cũng cho bà địa vị quan trọng trên thiên đàng mà nhiều người chỉ có thể nằm mơ chứ không bao giờ đạt được, thấy không? Sao tôi lại nói về chuyện này? Trước đó tôi nói gì? Đã nói gì? Quý vị không nghe à? Tất cả không hiểu gì hết hả? Tôi nói tiếng Anh mà, phải không? Bắt quả tang. Tôi đã nói gì trước đó? Này cô tóc vàng đó, nói đi. Nói gì? Không nghe gì hết. Dạ, con hiểu. Vậy hồi nãy tôi nói gì? Bà lão cúng dường cỏ khô cho vị tỳ kheo. À, phải. Nhưng tại sao tôi kể chuyện đó? Sao tôi lại kể chuyện đó? Dạ, nhân duyên ạ. À, nhân duyên. Đức Phật không cần làm những... À, Đức Phật, đúng rồi, thấy không? Bảo rồi, nói xong điều gì là tôi quên ngay lập tức. Nhưng quý vị không nên quên. Con cũng vậy, là sao? Quý vị đâu có nói gì đâu. Quý vị không nên quên những gì tôi nói. Quý vị là đệ tử mà, phải không? Lẽ ra phải nhớ tất cả những gì sư phụ nói chứ. Không được viện cớ gì cả. Được rồi, cho nên lý do là vậy, hiểu chưa? Minh sư, chư Phật, thánh nhân, các ngài đều vô cùng từ bi theo rất nhiều cách khác nhau. Vì vậy, người ta đôi khi hiểu lầm, tưởng rằng các ngài không muốn làm việc hoặc các ngài không muốn đi kiếm tiền và các ngài đi đến đó để khất thực. Không phải vậy đâu. Lúc đó, Đức Phật đã thành Phật, đã khai ngộ rồi. Ngài đâu có cần. Ngài có thể biến hóa ra thức ăn cho chính ngài bằng tình thương. Bất kỳ thánh nhân nào đạt quả vị Phật đẳng cấp cao trong tu hành đều có thể biến hóa ra nhiều thứ. À, đó là nếu may mắn. Nếu may mắn, nghĩa là dĩ nhiên, ít ra là thức ăn. Họ có thể biến hóa được. Thức ăn và quần áo họ có thể làm vậy, nhưng một số minh sư không thể. Các ngài phải đánh đổi nhiều thứ trước khi xuống trần. Trong Sufi giáo cũng có một chuyện. Vị minh sư đó, có người từ xa đến thăm trong nước Ả Rập, loại quốc gia có sa mạc. Nước uống rất là quý, cho nên người khách mang một bình nước từ quê nhà của ông đến tận đó để cúng dường vị minh sư. Và ngài nhận, vị minh sư nhận nước
một cách hết sức vui vẻ và hoan nghênh người khách, và dĩ nhiên thết đãi như khách hoặc đệ tử tương lai, hết sức lịch sự, đủ thứ. Rồi khi đến lúc người khách từ giã, có lẽ ông ấy đến đó để thọ tâm ấn, và sau một thời gian ở lại với vị minh sư thì ông ra về. Thì vị minh sư nói với thị giả của ngài, ồ, người này từ xa xôi đến đây, trong vùng của ông không có sông, nên anh hãy đi xuống dòng sông ở đây, đưa ông ra bờ sông, để ông biết con sông này, biết con sông của chúng ta, bởi vì vị minh sư sống bên cạnh một con sông, nhưng ngài đã nhận nước với tất cả lòng biết ơn và lịch sự, bởi vì người ấy đến với tất cả tấm lòng, mang nước đến, bởi vì quê hương ông không có nước. Một vài quốc gia sa mạc không có nước, nên nước rất khan hiếm, rất hiếm, rất quý. Do đó, ông mang thứ quý báu nhất từ quê mình để cúng dường cho vị minh sư. Dĩ nhiên, vị minh sư nhận với tất cả tình thương và lòng cảm kích. Nhưng Ngài sống cạnh nguồn nước. Dĩ nhiên, Ngài sẽ không nói để làm gì, ông làm gì vậy. Ồ, chúng ta có rất nhiều nước ngoài kia. Có sông Ninh ở kế bên tôi, Ngài sẽ không nói như thế. Ngài nhận và không nói gì cả. Và lòng cảm kích, chỉ khi khách từ giã, Ngài mới nói, ồ, người này trong đời chưa từng thấy sông. Anh ta dắt ông ấy ra chỗ bờ sông để ông cũng thấy con sông. Hiểu điều đó không? Dạ hiểu. Quý vị thấy đó, tất cả minh sư đều giống nhau. Không phải chỉ Đức Phật ở Ấn Độ, mà minh sư Sufi ở Ba Tư hoặc nơi nào khác, trong quốc gia Ả Rập cũng vậy. Ngài sống cạnh sông Nin, chưa bao giờ cạn nước. Sông Nin rất rộng, rất lớn, mênh mông. Hàng triệu người Ả Rập nhờ vào nguồn nước đó để sống, quý vị hiểu không? Nhưng dĩ nhiên vị khách mang nước đến với tất cả tấm lòng. Bất kỳ ai cũng sẽ nhận, nhưng vị minh sư sẽ không nói chế nhạo vị khách hoặc bảo rằng không cần thiết, hoặc đại khái vậy. Ngài không nói như thế, cho tới hôm đó Ngài mới nói, ồ, hãy đưa ông ấy ra bờ sông để ông được nhìn thấy nước. Vì nơi ông sống là sa mạc, nên cả đời chưa bao giờ thấy nguồn nước này. Có lẽ họ đào vài cái giếng trong sa mạc để sống, nhưng họ không có sông Nin. Sông Nin không chảy khắp nơi, chỉ chảy qua vài khu vực, giống như sông Hằng, không chảy khắp nơi, chỉ chảy qua vài vùng, hoặc như ở Âu Lạc Việt Nam, chúng tôi có sông Mekong, nhưng cũng đâu có chảy khắp nơi. Sông có dòng chảy, chỉ chảy xuống hạ lưu, và bất cứ ai sống gần sông thì được hưởng lợi từ sự phong phú này. Là như thế đó, quý vị có thể thấy tất cả minh sư đều cư xử giống nhau. Tôi vừa nhớ ra điều đó. Ngay cả minh sư Sufi giáo cũng phản ứng tương tự như cách Đức Phật phản ứng. Tôi đã nói trước đó. Tôi bảo vài người làm việc trong truyền hình vô thường sư. Tôi bảo họ đừng lo, cứ ăn thoải mái. Thức ăn được tạo ra bởi lực lượng tình thương, nên đừng lo, cứ ăn cái gì mình thích, chỉ đừng ăn quá độ, thế thôi. Tôi chia sẻ với quý vị thức ăn này, đừng lo lắng quá, quý vị không nợ thế giới, bất cứ gì đâu, ý tôi là thế. À, cho nên Đức Phật, nếu quý vị còn nhớ trong một quyển kinh, Đức Phật nói với đệ tử của Ngài, rằng họ không được phép ăn thịt. Quý vị đã đói chưa? Dạ chưa. Còn muốn nghe nữa không? Dạ muốn một chút nữa ạ. À. Được. Hôm nay chúng ta nói về thức ăn. Thì thôi tôi nói tiếp về thức ăn luôn. Dù sao quý vị cũng thích thức ăn giống như tôi. Vậy chúng ta tiếp tục nói về thức ăn. Có vài bài học trong đó, hiểu không? Tùy theo cách nhìn của quý vị. Được rồi. Quý vị ở đó có ổn không? Ba người quý vị. Tại sao bác cần cái đó hả? Bác không phải là người nói tiếng Anh hả? Không, người lớn tuổi đó. Con cần hỗ trợ. Bác cần, bởi vì họ nói lớn hơn khi nghe trong tai, phải không? À, ít phân tâm hơn, đúng vậy.
bác thích sao cũng được. Họ vẫn nói tiếng Anh, mặc dù tôi nói tiếng Anh. Người thông dịch đang nói tiếng Anh bây giờ hả? Tiếng lớn hơn ạ, tiếng lớn hơn trong tai, nghe lớn hơn bởi vì họ có kết nối. Nếu quý vị hiểu tiếng Anh thì đừng bắt chước ông ấy nha. Cô từ đâu tới? Dạ, Nam Phi. Nam Phi. Chào mừng, chào mừng. Cô đẹp quá. Tên cô trong tiếng Eo là gì? Quê nhà của con ạ. Phải. KwaZulu-Natal. Durban, KwaZulu-Natal. Durban. Hiểu, hiểu. Ở đây có thoải mái không? Dạ, thoải mái. Khá nóng, phải không? Thấy như ở nhà phải không? Thời tiết hơi rối loạn. Đã tháng 11 rồi mà trời vẫn nóng, phải không? Dạ phải. Ồ, chúng ta thích, thích thế. Cũng nhờ có nhiều cây cối nên thấy mát, mát mẻ. Rồi Đức Phật nói với đệ tử rằng họ không được phép ăn thịt, nhớ không? Dạ nhớ. Và dĩ nhiên vào lúc ban đầu, Ngài nói vào lúc ban đầu có nhiều tăng ni, mấy tỳ kheo không quen ăn chay, hoặc họ sống ở vùng xa xôi, nơi không có rau, không dễ trồng rau, nên Ngài dùng lực lượng của Ngài để biến hóa ra thức ăn, biến hóa ra thịt cho họ ăn. Nhưng đây là từ lực lượng của Ngài, chứ không phải thịt thật. Thành ra Ngài nói như thế. Nhưng từ nay trở đi, nếu bất cứ ai ăn thịt, thì họ không phải là đệ tử của Phật. Đức Phật đã thông báo như vậy. Bất cứ vị thánh nào khi họ đạt tới đẳng cấp thứ tư, đẳng cấp thứ năm về tâm linh, họ có thể biến hóa ra nhiều thứ cho chính họ, nhưng không phải lúc nào họ cũng dùng loại lực lượng đó, vì có giá nhất định phải trả, giá tâm linh phải trả. Nếu vị minh sư rất giàu, ý nói về tâm linh thì không thành vấn đề, thậm chí không cần phải là Phật. Nếu một người có kho công đức lớn thì họ cũng sống một cách thoải mái với loại thức ăn được hóa hiện này. Không biết tôi đã kể quý vị chưa, một trong các câu chuyện có một ông vua luôn luôn có thức ăn rất ngon hiện ra cho ông và thần dân của ông mỗi ngày. Vì vậy, trong vương quốc của ông, không ai phải làm việc, không có chiến tranh, không có vấn đề gì hết. Tới khi ông vua láng giềng muốn gây rắc rối, nhưng rồi về sau họ cũng hòa bình với nhau. Và rồi vua láng giềng hỏi ông vua này, ồ, thức ăn ở vương quốc của ngài ăn ngon quá. Ngài mua ở đâu? Ngài có từ đâu? Rồi ông vua đó nói, không, nó tự nhiên hiện ra mỗi ngày cho chúng tôi và thần dân của tôi ăn. Ồ, ông vua láng giềng nói, ồ, làm sao để chúng tôi cũng có được loại thức ăn như thế này mỗi ngày cho tôi và thần dân của tôi. Và vị vua có công đức nói với vua láng giềng, ban đầu ông vua này xấu, vua láng giềng xấu, nhưng sau này ông ấy cải thiện. Rồi ông vua tốt này nói với ông vua đã cải thiện rằng, ồ, nếu ông muốn thức ăn giống vậy mỗi ngày, hãy ăn cùng giờ với chúng tôi, bảo người dân của ông ăn cùng lúc với chúng tôi, thì sẽ có thức ăn giống vậy. Thức ăn thiên đàng ngon này, như chúng tôi có, hiểu không? Nhưng đó cũng là một tiền thân của Đức Phật. Phật luôn luôn tốt với tha nhân và Ngài luôn rộng lượng và nhân hậu. Vì vậy, đời đời kiếp kiếp, dù gì, Ngài luôn luôn có thức ăn. Nhưng ngay cả vậy, vì điều đó, Ngài đã có thức ăn. Đây là lực lượng của tình thương, lực lượng của lòng từ bi, hóa hiện thành thức ăn cho bất cứ vua hoặc người tốt, hoặc chúng sinh thánh thiện nào. Họ có lực lượng để làm nhiều thứ, chỉ là họ không phải lúc nào cũng có thể làm vậy. Vì ở thế gian này, nếu quý vị muốn xuống đây, xuống thế giới ảo tưởng của ma này, đây là một thế giới khác. Quý vị không thể có đời sống thoải mái như quý vị thường có, xứng đáng với địa vị và lực lượng của mình, bởi vì quý vị phải từ bỏ nhiều thứ để xuống đây.
giúp đỡ chúng sinh. Trong nhiều truyện của Phật, Ngài đã bố thí da thịt của Ngài, máu của Ngài, mắt của Ngài, nội tạng của Ngài để giúp tha nhân, hầu gieo duyên lành với họ. Rồi trong những kiếp vị lai vô lượng kiếp sau này, họ sẽ gặp lại Phật và sẵn lòng lắng nghe giáo lý của Phật và được giải thoát. Bởi vì con người, chúng sinh trong loại đời sống vật chất này, họ rất cứng đầu, trong lòng có rất ít tình thương, trong tâm trí có rất ít niềm tin, có rất ít lòng tin cậy. Vì vậy, nếu quý vị không có sự liên hệ tốt với họ như thế, họ sẽ không nghe lời quý vị. Ngoại trừ những người đời đời kiếp kiếp đã thật sự tốt rồi và tâm linh cao đẳng hơn, thì họ hiểu liền. Như Lão Tử đã nói, đạo khi nói ra, người thượng trí liền vui vẻ chấp nhận và tán thán. Còn người trung trí thì nghe và suy nghĩ. Kẻ ngốc, nghĩa là người hạ trí, sẽ cười nhạo. Quý vị đang cười tôi hả? Hãy cười với nhau, sao lại không? Phải, cái gì cũng buồn cười cả mà. Tôi chỉ đang làm cho tâm quý vị vui và nhắc nhở quý vị hãy là người tốt bằng lời nói của tôi. 70%, 80% giáo lý của tôi đến với quý vị là vô ngôn. Vô ngôn là giáo lý tốt hơn, giáo lý tốt nhất và chân chính. Vì vậy, mỗi ngày quý vị thiền, quý vị nhận nhiều hơn. Nếu không thiền, quý vị nhận ít hơn, bởi vì quá bận rộn suy nghĩ và lo lắng về những thứ khác. Nhưng khi thiền, quý vị nhận cả 70%. Hoặc khi ngủ cũng nhận như vậy, cho nên đừng xem thường giấc ngủ. Ngủ tốt cho cơ thể, cả tâm trí nữa. Nhưng quý vị phải thiền trước khi ngủ. Và trong trạng thái tĩnh lặng và chấp nhận, đầu óc mệt mỏi, tĩnh lặng, quý vị sẽ nhận được nhiều hơn. Hoặc cả 100%, 80% hoặc ít hơn, tùy vào đầu óc quý vị tĩnh lặng bao nhiêu, tùy theo quý vị tập trung vào thiền định bao nhiêu trước khi nằm xuống ngủ, hiểu không? Hoặc ngồi ngủ. Quý vị rất siêng năng, tôi biết điều này. Quý vị thiền cả đêm phải không? Rồi, mới 4 giờ thôi à? Quý vị thường ăn lúc mấy giờ? 4 giờ phải không? 4 giờ là giờ ăn. Được rồi, tôi sẽ để quý vị đi ăn. Bất cứ gì tôi nói với quý vị cũng vậy thôi, chỉ để tiêu khiển. Trên thiên đàng, chúng ta không phải nói như vậy. Nên mấy thứ này là vô ích, thật vậy. Chỉ để đầu óc quý vị thư giãn, tiêu khiển, làm quý vị cảm thấy được thương yêu và vui vẻ. Nhưng giáo lý chân thật không diễn đạt bằng ngôn ngữ nhạt nhẽo này của thế gian này. Giáo lý chân chánh, tình thương chân thật không diễn đạt bằng ngôn ngữ như vậy. Rồi ha. Dạ, cảm ơn sư phụ. Nên bất cứ gì ta nói thì cũng vậy thôi, hoặc không nói cũng vậy thôi. Quý vị đi thưởng thức đồ ăn đi nhé. Khi nào gặp thì sẽ gặp. And I see you when I see you. Cảm ơn sư phụ. Được rồi. Cảm ơn quý vị làm người tốt. Thank you for being good. Tôi sẽ gặp quý vị có thể lần khác. See you maybe. Có thể tuần sau. Cảm ơn sư phụ. Không có chi. Cảm ơn quý vị. You're welcome. Thank you. Cố gắng ở bên phía thiện lành, tốt cho quý vị, tốt hơn cho quý vị. Cuộc đời quý vị sẽ thoải mái hơn. Rồi, chào. Ok, chào.
Quý vị muốn cái này hả? Được rồi. Âu Lạc Việt Nam hả? Malaysia, Đại Hàn, Trung Quốc, Philippines. Malaysia, Philippines, chào mừng. Mexico. Con là người Trung Quốc từ Mỹ. Tôi nghe nói tổng thống của quý vị không khỏe. Tôi đã viết thư cho ông. Tôi định đi thăm ông, nhưng không biết nữa. Có thể không thuận tiện cho ông. Hơn nữa, thiên đàng nói không. Nên tôi không thể đi. Cảm ơn sư phụ. Cho tôi gửi lời chào đến Philippines nhé. Mong Thượng Đế mãi mãi ban ân cho quý vị và người dân tốt đẹp của quý vị. Người dân Philippines rất rộng lượng và nhân hậu. Họ không phải là dân tộc giàu nhất, không phải quốc gia giàu có và hùng mạnh, nhưng họ rất rộng lượng. Dạ, cảm ơn sư phụ. Phải, rất rất rộng lượng. Họ nhận 5.000 người tị nạn Âu Lạc Việt Nam mà không ai khác muốn nhận. Họ cứ nhận người như vậy và chăm lo đàng hoàng. Bao nhiêu năm qua, tôi thật sự vô cùng biết ơn và hết sức quý trọng người dân cũ vị. Dạ, cảm ơn sư phụ. Rồi, cảm ơn sư phụ rất nhiều. Cảm ơn quý vị. Tạm biệt. Thanks to you. Bye bye. Good, huh? Everything okay, yeah? Âu Lạc hả? Âu Lạc hả? Hồi nãy có thể nghiệm gì tốt không? Ok hả? Nếu không có thì ngồi ngồi thiền thêm. À, còn ở đây hay là đi về? Còn ở Đài Loan hay đi về? À, ở lại hả? À. Ở lại chạy chỗ đây không có gì tốt hết. À, đi về đi về Cao Hùng hả? Ê sư phụ. Ai? Con có vấn đề này quan trọng với sư phụ. Ok. Con có con à. Đồng tu mà mới đây bị tai nạn mất đó. À. Rồi con rất đau lòng. Tại vì thường thường con khuyên người ta ăn chay. Sorry. Chánh nghiệp sát. Nhưng mà con của con mới có 22 tuổi mà ra đi như vậy, con rất là đau lòng. À, nó ra đi là nó tự nó cái gì giải thoát chứ gì mà đau lòng. Dạ, cầu sư phụ cứu giùm con. Khỏi cần mà, khỏi cần cầu mà. Dạ, nếu vậy con yên tâm. Nó thoát khỏi tam giới rồi là tốt rồi. Đâu phải sống ở đây mới là tốt đâu. Dạ. Tại mẹ nó đau lòng quá, mẹ nó đòi chết hoài. Hiểu rồi, sợ. Hiểu rồi. Biết rồi. Làm cha mẹ ai mà không đau lòng hả? Nhưng mà phải nghĩ về cái chuyện, nghĩ về con cái nghĩ theo cái lối tu hành. Đừng có nghĩ theo cái lối người thường. Cái người nào mà đi được mình nên mừng cho họ. Dạ. Hiểu chưa? Cũng như hồi xưa sư phụ đi qua Anh ha, xong rồi về thăm nhà trước khi mà đất nước thay đổi chính sách đó, sư phụ có về thăm nhà. Ông già ông la, ông nói ai cũng muốn đi ra, mày đi về làm cái gì? Thành ra ông biểu sư phụ đi ra đi, đi về lại Anh đi, đừng có ở đây. Khi mà ông già của sư phụ biểu sư phụ đi trở về Anh á, không phải là ông không thương sư phụ, không phải là ông không muốn sư phụ ở gần gũi trong gia đình, nhưng mà đó là một tình thương thật sự, một tình thương vô điều kiện. Tại vì ở bên Anh, ông ba của sư phụ biết rằng ở đó có nhiều điều kiện hơn để mà sư phụ có thể phát triển ở mọi phương diện, trở thành một người công dân có hữu ích cho xã hội, cho quốc gia trong lúc đó hơn. Vì hoàn cảnh bây giờ là vẫn còn trong chiến tranh, không có an toàn cho mọi người và không có an toàn cho sư phụ. Không biết khi nào chết này sống mày. Cho nên ba của sư phụ la tại sao mà ai cũng muốn đi ra mà con lại trở đi vô. Thì trở về bên đó đi. Đó là tình thương thật sự. Không có bị ràng buộc bởi cái tình cảm cá nhân hoặc là tình cảm của cha mẹ đối với con cái. Nhưng mà phải đặt con cái an toàn và lợi ích lên trên cả tình cảm thương mến của cha mẹ. Như vậy mới đúng là một người cha mẹ rất là cao quý. Hiểu chưa? Dạ. Nếu mà mình thấy được con mình nó lên những cái cảnh huy hoàng đó, mình đâu có muốn nó trở lại không? Dạ không. Không, thì dĩ nhiên vậy, tại mình bị mù, mình không thấy. Vì cái thân thể này che lấp không thấy. Chứ nếu thấy được mừng muốn chết luôn á. Mừng muốn chết theo nó rằng đi lên chỗ sướng hơn. Nhiều người người ta kêu bằng chết giả đó.
ở chết cái chừng 20 phút, 30 phút đó, nó trở về người ta khóc hoài à. Người ta không có muốn ở đây nữa. Đi có mấy chục phút thôi đó, mà lên thấy những cái cảnh mà không phải là cảnh giới, mà như con của nhà ngươi bây giờ đâu, ở cảnh giới thứ 4 đó. Có bao nhiêu thứ 4 mà 4 mà trung gian đó hả? Hiểu không? Yeah. Nó ba cấp cái cấp tháp, rồi cấp chính giữa, rồi cấp cao đó. Nó ở chính giữa là tốt lắm rồi. Bao nhiêu người tu hành cả đời đâu có được như vậy đó. Tu hành mà không đúng cách đó, không có được như vậy. Rồi ok. Có bao nhiêu? À, không có gì, không có gì. À, thì bây giờ nói sư phụ mới dòm mới thấy. Ok. Yeah, có bao nhiêu sư phụ? Có bao nhiêu sư phụ? It's ok. Không bằng năm cơ. Come here. Không mừng lắm sư phụ ơi. Thôi, để nó đi cho nó yên, ok. Sư phụ. Cha mẹ nhớ con cái hả? Bà dạ, bà xã có đây không? Dạ, à, còn không có qua, chưa qua được. Ờ, mai mốt rảnh thì cho bà qua, ok. Dạ, cậu gặp ơn sư phụ nhiều lắm. Không có gì. Làm cha mẹ thì dĩ nhiên lưu luyến con gái chứ ai mà không lưu luyến. Tại nhất thời nó đi con không biết nó về đâu sư phụ ơi. Chợ quá. Sợ có tu hành sao không có về đâu. Bởi con hy vọng lần này gặp sư phụ mà sao gặp thiệt không mừng lắm sư phụ. Ok ok, thôi ok. Cảm ơn sư phụ. Còn lại sư phụ. Không có sao, không có sao. Cảm ơn sư phụ. Nói bà xã nó trên đó còn tốt hơn ở dưới này. Dạ. À, người nào mà đi được thì mình nên mừng cho họ, thấy không? Dạ, giống dạ. Như sư phụ từ Anh này đi về nhà đó, ông già ông la, tại vì ông biết nước Anh. Ông biết cái thế giới này là nước Anh là nước gì, rồi đi qua đó nó tốt hơn là nước hồi đó chiến tranh, yeah, không? Yeah. Thì ông mới nói như vậy, phải không? Chứ tại mình người phàm tu hành bị cái thân thể nó che khuất, không có thấy được cái cảnh giới bên trên, yeah, yeah. Chứ trên dưới trên đó thấy được mừng cho nó chứ. Yeah, còn cảm ơn cho mọi nhiều. Mấy cái người mà mới chết chừng 20 phút mà chỉ có được lên thảnh giới Atula thôi á. Ồ, mà mừng thôi, mừng mà sung sướng lên, nó gặp bạn bè bà con ai cũng trở thành xinh đẹp trẻ trung hết, những người mà què hoặc gì đó cũng thành lành lặn hết, trẻ trung đẹp hết, cái sung mừng ở trên đó sung sướng cõi đời, không có cảm thấy phiền não gì đó, cái bị vì nghiệp chướng chưa hết á, trở lại thân thể trở lại còn sống tiếp, về nhà khóc hoài, ngày nào cũng khóc đó. Không có muốn ở lại đây nữa, muốn trở lại cái thế giới kia mà trở đâu có được. À, trên đó họ nói cái thời gian của nhà ngươi chưa có đến, à, đừng có quỳ đau chân, dạ, ngồi ngồi đi, chứ. Ngồi, ok, à, ngồi xuống đi, không sao đâu, ok. Thì họ nói là thời gian của nhà ngươi chưa có đến, ngươi phải trở về trả hết nghiệp, phải làm việc cho thế giới, rồi chừng nào nghiệp chướng hết rồi mới được lên trở lại, về nhà khóc hoài. Bao nhiêu người mà, mấy người không có đọc mấy cuốn sách mà những người chết đi sống lại đó hả? À, có chứ hả? Đọc đi, đi kiếm mà đọc nha. À, những người mà chết rồi sống lại đó, mà y học không biết giải thích được á. Ừ. Người nào về nói cũng giống cơ đó, đi qua một cái đường hầm rất là sáng, rồi đi lên cái cảnh giới kia, wow, đẹp vô cùng đẹp, mà mấy người đó không có tu hành gì cả. À, chỉ lên là nhiều nhất cũng là thế giới thứ nhì thôi. À, lên cảnh giới Atula thôi, mà về nhà mừng khóc hoài, không có muốn ở đây nữa. Nhưng mà phải ở vậy thôi. Tại cái nghiệp còn ở, hoặc là vì về lại tới đây có những cái việc gì phải làm, còn những cái công tác phải làm đó. Người nào trở về cũng nói ông giống cửa đó. Con muốn hỏi sư phụ, hôm nay tâm vấn xong con chỉ muốn ngồi thiền, bây giờ con không muốn làm việc gì nữa thì làm nào? Thì ngồi thiền cho đã đi rồi mai mốt về làm, ok. Dạ. Chị hai cũng muốn đi trốn hoài à? À, tôi cũng đâu có muốn làm việc gì đâu. Nhưng mà phải làm chứ, làm việc cho thế giới mình nó tốt đẹp hơn, ok. Dạ. À, thêm một người tu hành về thí dụ về Việt Nam thì đem lại thêm cái ánh sáng và phước báo cho nước của mình. Dạ. Nữa. À, dạ. Chứ ai cũng ở trong hết đây ha, rồi Việt Nam bỏ hả? À, ai chết cũng kệ hả? À. Dạ. Cảm ơn sư phụ ạ. Này con được truyền tâm ấn, nhưng mà đến buổi con ngồi truyền ngồi thuyền ánh sáng ấy, ừ. Thì cứ có người đưa con túm hai đầu con lên, không biết là như thế nào, nghe là nghiệp chướng. Nghiệp chướng. Nhớ niệm năm vị hồng danh hoài, yeah. Ok, để bảo vệ cho mình. Yeah. Hoặc là nếu mà sợ quá thì kêu sư phụ, ok. Nếu kêu hoài bà nhức đầu. Ý sư phụ nói là những người không tu hành gì hết mà lên nó chết đi đó, mà trừ những người đi địa ngục là khác. Địa ngục họ về họ cũng nói chuyện khủng khiếp lắm. À, những cái chuyện mà địa ngục du ký đó, còn thiên đàng du ký đó, thì
những cái người mà tu hành chưa có bao nhiêu đó, không có tu gì cả, mà những mà họ lành, họ hiền lành đó, họ chết giả một thời gian thôi mà họ đi lên những cái cảnh giới Atula thôi á, mà đẹp, mà mừng, mà vui, trên đó vui lắm. Trên đó họ vui hơn dưới này chứ, không có tự do, không có cần ăn uống, không có cần giận dỗi gì ai hết, cái gì cũng đẹp hết. Thành ra về đó mà còn nhớ lại những cảnh đó, những người về vẫn còn nhớ như thường. Thành ra họ khóc lóc hoài, ngày nào cũng khóc, khóc cả mấy tuần đó. Không muốn làm ăn gì nữa, muốn đi trở về thiên giới thôi. Mẹ nó nói là 49 ngày này là xong là mẹ nó sẽ hiến xác. Con sợ, nên cũng không có cái căn cứ gì để khuyên. À, nói với bà chết kiểu này không có tốt. Dạ, chết như vậy là mình không có được lên cao đâu. Dạ, tức là mình hủy hoại cái thân thể mà trời đất cho mình đó. Là cái này là cái bằng cái chùa đó. Cái chùa và cái nhà thờ đó, không có được hủy hoại tầm bậy như vậy được. Tại mình đi lại mình đâu có thân... mình sinh ra mình đâu có cái gì đâu, không có làm gì được ai hết, ăn uống của thế giới mới được cái thân thể này, mà tự nhiên hủy hoại như vậy là mang tội, không có lên được, hiểu không? Nó để cho nó đi bình yên, mai mốt mình đi rồi cần gì mà gấp cái gì? Trước sau gì cũng đi, ok. Con cảm ơn sư phụ. Sư phụ cho con hỏi. Hỏi đi. Dạ, khi con ngầu thiền con nhắm mắt lại sao nước mắt của nó cứ chảy hoài, nó không ứng nước được. Buồn hay là sao? Dạ không có buồn, nhưng mà con mừng quá. Mừng nên tại khóc cái gì đâu. Okay. Sư phụ nói rằng ngày 3 tháng 4 là ngày vinh danh văn nghệ sĩ. Sư phụ nói nếu muốn gặp sư phụ thì qua gặp, mà ngày hôm nay là con đã ước nguyện đã đến, đã gặp được sư phụ. Thành ra mừng thành khóc dạ, hả? Dạ, con mừng. Thì ok, không sao đâu. Khóc thì nó cũng rửa nghiệp mình, không sao đâu. Dạ. Rửa mắt, ít nhất là rửa mắt. Chứ nếu không có ra ngoài mua mấy cái thứ, nhiều khi người ta bán cái thuốc mà rửa mắt, thấy không? Nó cũng giống nước mắt của mình á. Vì khi nhiều nước mắt mình bị cay gì đó, người ta bán cái thuốc mình nhỏ vô. Nhiều khóc tự nhiên có tự khỏi mua thuốc. Rửa mắt. Ok. Con cảm ơn sư phụ. Con chúc sư phụ sức khỏe. Chúc mừng nha. Con ăn chay mà chồng con đuổi đánh đi, xong là đổ hết nồi niêu xoong chảo của con. Sư phụ chỉ dùm con cho con biết đường, biết nói mà trèo. Khổ con suốt ngày con. Tại sao phải nồi niêu xoong chảo đổi đi? Vâng ạ. Rửa sạch sẽ rồi dùng chứ. Không ai ngờ cho con ăn chay mà suốt ngày con mơ sư phụ mà. Hả? Không ai đồng ý cả. Không ai đồng ý cái gì, không hiểu gì hết. Không đồng ý ăn cho con ăn chay, đổ hết nồi niêu xoong chảo của con đi. Ai không cho đồng ý, không hiểu gì hết. Chồng con đi thế này là con nói dối, là con đi chữa bệnh đi. Hiểu rồi. Dạ. Không thì trốn, chứ không thì chồng con không quan, con không chồng không đi. Cho hả? Vâng. Trời. Sư phụ. Chồng gì mà ác vậy? Hả? Chỉ dùm cho con con biết đường bên làm vợ chứ đâu phải làm nô lệ đâu. Yên hỏi ông, tôi làm vợ ông hay là tôi là nô lệ của ông? Hả? Dạ. Ừ. Con năm lần khổ hả? Con năm lần chứ. Năm lần? Dạ. Lần sau năm lần, lần sau? Lần này với lần cuối cùng là được đi mua vé rồi, thứ hồi rồi. Hai lần xong rồi lại quay về. Hai lần. Tội nghiệp. Tội nghiệp người Âu Lạc. Tại vì hồi xưa mà nước Việt mình á, bị cái bằng chiến tranh hoài đó. Rồi thế nào cũng có những cái liên lạc cộng nghiệp với nhau. Những cộng nghiệp ác đó, mình không có nhớ được. Hiểu không? Nó đi về cho nó đi nha, đừng khóc nữa cản trở. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Không sao, đừng khóc nhiều cản trở nó lung lay ở trên, nó chạy xuống nữa mất công nó, tội nghiệp nó. Dạ, ok. Tại nhất thời con đau lòng quá. Hiểu rồi, thì nói về nói với bà vậy đó. Dạ. Khóc lóc hoài làm cản trở nó, nhiều khi nó chạy xuống nữa rồi cứu nó được không? Dạ. Lên được rồi là đi lên luôn, đừng cho xuống nữa, hiểu không? Dạ. Kinh Phật có dặn mà. Dạ. Kinh Phật có dặn người nào mà qua đời đó thì mình phải kêu, hồi đó mà Phật còn sống đó mà, kêu tăng lại niệm kinh tụng kinh đặng cho cầu nguyện cho họ linh hồn siêu thăng. Chứ không có được khóc lóc mà buồn bã nhiều, cản trở cho cái sự đi lên của họ hoặc là kéo níu họ, hiểu chưa? Tại vì linh hồn họ rất là linh cảm, bây giờ họ hiểu hết, họ biết hết. Mình làm vậy họ cũng đau lòng, họ trở lại rồi mất công à. Trở lại sinh ra rồi nghiệp nữa rồi. Biết bao giờ mới biết sư phụ còn sống nữa không mà gặp sư phụ nữa, hiểu chưa? Biết có tìm được minh sư khác hay là con không? Con bây giờ chỉ bám theo sư phụ thôi chứ đâu. Hiểu rồi. Con của mình cũng không phải là của mình. Tại mình sinh nó ra mình nghĩ là nó của mình. Không có cái gì của mình sinh ra đời mình có cái gì đâu mà kêu bằng của mình. Anh sinh ra anh có đem con theo không? Không. Anh đẻ ra
cái lúc má anh đẻ ra anh có còn ở bên mình hay không? Dạ không. À, có quần áo vàng bạc châu báu gì không? Dạ không. Có đem cái gì tới thế giới này không? Dạ không. Không, mà chân đi thì cũng vậy thôi, mình đi mình lại thì không, đi thì không, có gì mà của mình đâu. Dạ. Tại vì mình thương thì mình nghĩ như vậy thì đúng rồi. Cha mẹ ai không thương con, người nào không thương con mới là khùng hả? À, nhưng mà mình tu hành thì mình phải nghĩ theo cách tu hành, mình phải biết liễu ngộ cái sự nào đúng, sự nào sai, sự nào mà có lợi ích thiệt, sự nào có lợi ích giả. Hồi xưa có một người phụ nữ cũng mất con á, mà con mới còn đẻ ra, mới còn trẻ nữa đó, còn nhỏ xíu á, baby á, con nít á, mất con à. Rồi cái khùng lên, không biết làm gì, chạy tới Phật khóc lóc. Nha, làm sao đem con lại cho, trả con lại cho tôi, làm cách nào, Phật là rất là có quyền lực mà, tại sao có thể làm đem cho con lại, sống lại cho tôi. Cái là Phật nó được, có cách. Thì bây giờ cưng phải đi xung quanh mỗi nhà rồi, bất cứ nhà nào, cưng hỏi coi trong cái nhà nào á, mà từ đó tới bây giờ không có ai mà chết trong nhà đó, không có dòng họ bà con gì chết á. Ai rồi đem cái tóc của mấy người đó đem lại đây, người ta hóa cho thành con cho được, ok, gì đó. Bà đi hỏi nhà này hết, nhà này có nhà kia, nhà nào cũng có người chết hết, trước sau gì cũng chết, mình không chết thì cha mẹ chết, không chết thì ông bà dòng họ anh em chết, hiểu chưa? Thành cuối cùng rồi các bà cũng hiểu ngộ rồi, bà cũng quên rồi, hiểu rồi ha, okay? Dạ, rất là buồn, rất buồn, chị hai biết. Chó mà chị hai còn thương, huống chi là nói con cái của mình sinh ra là nuôi nó từ tới bây giờ, hiểu chưa? Yeah. Mình hết nợ với nó rồi nó mới đi, hiểu chưa? Yeah. Sư phụ nói bao nhiêu chuyện rồi không nghe gì hết, không có gì đâu, để cho nó lên rồi mai mốt nó lần nó lên cảnh giới thứ năm nó còn cứu mấy người bà con dòng họ của nó nữa, hiểu chưa? Yeah. Chứ mà mình cản trở nó còn có mang tội rồi nó xuống nó trở lại với mình nữa, nó còn thêm tội cho nó chưa, gây nghiệp chướng đi xuống đây là thế nào cũng có dính líu với nhau, nghiệp chướng với nhau phải không, rồi thế nào cũng có chuyện, rồi tu hành còn khó khăn nữa, trở lại rồi tu hành còn khó khăn, tại ma nó biết rồi, nó làm đủ cách giăng bẫy lung tung, nó đợi, hiểu chưa? Thành ra mình tu hành mới khó vậy. Việt Nam bao nhiêu triệu người, có bao nhiêu người tu hành đâu, thấy không? Việt Nam là đất linh thiêng như vậy, có biết bao nhiêu Phật trời Phật giáng phàm rồi, hiểu không? Ít nhất cũng là 10 vị hả? Phật Thầy Tây An, Phật Quỳnh Phú Sổ, hoặc Nguyễn Thành Nam, Đạo Cao Đài, Ngô Minh Chiêu, thí dụ vậy đó ha. Rồi vua Trần Nhân Tông, Thiền sư Vạn Hạnh, Huệ Năng, hả? Lý Thánh Tôn nữa, thí dụ vậy đó. Mà đâu có bao nhiêu người Việt Nam mà tỉnh ngộ tu hành đâu, tại vì xuống đây là bị mê hết, bị ma nó làm mê ám hết, không có hiểu gì được hết, hiểu chưa? Thành ra khó tu lắm, đừng có kéo nó xuống nữa. Yeah. Trời ơi, phải thương nó, phải cho nó lên. Nó lên trên đó dễ tu, đã lên tới thứ tư rồi là dễ lắm. Dạ, cảm ơn sẽ lên thứ năm rất là lẹ, hiểu không? Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ. Okay, để muốn sư phụ về Âu Lạc nha sư phụ. Cũng muốn về nhưng mà chừng nào tiện mới về chứ. Okay. Cô còn đi hát không? Cô còn đi kịch hát gì nữa không? Dạ còn. Còn hả? Dạ. Cô làm hát bội đó hả? Dạ con hát bội, con là nghệ sĩ diễn tuồng cho sư phụ. Con đúng rồi. Muốn qua bên đây con gặp được sư phụ là con mừng lắm. Okay, đó sư okay. Phụ. Ôi, cảm ơn nha. Cảm ơn quý vị qua nha. Okay. Cảm ơn sư phụ. Con xin đảnh lễ sư phụ. Okay. Con xin đảnh lễ sư phụ. Thank you. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Tại thì giờ cũng có ít mà sư phụ có một mình. Sao còn đẹp quá vậy hả? Bao nhiêu tuổi rồi còn đẹp mà hát còn hay. Ai như ta đây là người tu hành chân chính. Hát bội, tài tử hát bội. Dạ, con
Bình Định hả cưng? Dạ con ở Quy Nhơn. Hả? Quy Nhơn? Dạ dạ. Quy Nhơn Bình Định cũng cỡ cỡ đó. Cảm ơn thôi. Dạ sư phụ cho con hỏi, sư phụ cho con hỏi. Cái gì nói không, rồi rồi thì sao con nghe tiếng chuông nhỏ sư phụ nghe đó. Dạ tốt tốt. Dạ. Chuông nhỏ, mai mốt nghe chuông lớn. Dạ, cho con hỏi sư phụ, sao cái lúc con thọ pháp á, người con nó đau hết cả người như giống như ai dễ con ra tổ ảnh vậy sư phụ. Ồ, đang nhớ niệm năm câu, ok. Em không câu chỗ này nhé, tập trung chỗ này nha. Em nghiệp trước mình nó kéo mình nó không muốn mình tu vậy đó. Ê, có người thì bị gia đình kéo, có người thì bị nghiệp trước kéo. Một lát thấy ngồi đi mai mốt ngồi thêm nha, ngồi thêm cho con sáng nha. Mấy người nào đã mới đâu? Dạ con mới. Đây cảm ơn. Ok, I go the other side. Where's my umbrella? Did I have umbrella? Người nào con mới chết đâu, đem về cho bà xã nha. Nếu bà ráng tu hành nha. New initiate. Mai tu về. Mai về rồi hả? Con mới về mình giỏi. Con tháng học pháp. Về mình giỏi. Con mới tốn ông nữa. Ok. Con áo con ấy mới qua sao pháp phù ơi. Ok. Chúc mừng cô mình, chúc mừng. Bắt tay chúc mừng giỏi. Ok. Con cảm ơn sư phụ rất nhiều. Vietnamese. Australia. Wow, that's a long way, boy. How are you, Mike? You also Australia? The USA, Houston, USA. Texas. I love you too, guys. Love you. Love you, Master. Thank you. And where from? Belgium. Welcome. Belgium, Dutch, or Dutch, or France? I'm here. 这边叫中文吗？不叫中文，做翻译。翻译 ，OK， 欢迎来哈 ，OK。Bienvenue。OK 啦。Dòng mắt chứ đừng có xin cái gì khác, hiểu chưa? Xin để mình tự do đi giải phóng. Giúp đỡ. Mình phải nghĩ tới thế giới, OK.Vì về được làm gì mới về, chứ về không có làm được gì thì về làm gì đâu, hiểu không? Thế giới là đại đồng. Dạ con có chị gái con giống như trường hợp bị ma nhập ấy, mà đi cúng lễ khắp đây khắp đó mấy chục năm rồi, nhưng bây giờ tình trạng vẫn không khỏi, thì sư phụ có cách nào không, và trong cái việc đó có ảnh hưởng đến việc tu hành của con sau này không ạ? Phần nghiệp người ai lấy lãnh. Nhưng mà cố gắng tu hành cho nhiều, ok, đặng mà cho bả nhờ chút ha, ok. Sư phụ sẽ tìm cách giúp đỡ, ok. Để hình xung quanh, để hình cho bả, ok. Rồi để mấy cái mà sư phụ nói kinh điển á, mỗi ngày 24/24 cho bà nghe, ok. Vâng, con cảm ơn sư phụ. Không có gì. Con xin hỏi một câu nữa. Cha mẹ con cũng sống chừng chay theo sự hướng dẫn của con,
nhưng tuy là một là không có điều kiện qua đây để tọa pháp, hai nữa là có thể là quá tuổi rồi, cho nên là con muốn là có cái cách nào tốt nhất để cho cha mẹ con sau này được nương nhờ sư phụ ạ. Thì nhân, sư phụ. Một người tu thì nhiều người cũng được phước, cha mẹ cũng được phước, ok. Biểu quá niệm Phật á, bạn tu tu theo Phật hay theo Thiên Chúa? Dạ theo Phật ạ, theo Phật sư phụ. Phật thì biểu về biểu niệm Phật A Di Đà, niệm ngày đêm, ok. Giờ mẹ con thích theo sư phụ và thường xuyên xem truyền hình Vô Thượng Sư ạ. À thì vậy tốt lắm rồi, dạ, ok. Vâng, con cảm ơn sư phụ rồi. Ạ. Rất tốt rồi. Hả? Tôi yêu sư phụ. Niệm theo lên. Thank you. Cảm ơn nha, xin chào quý vị. Xuân Biên, Xuân Biên. Mà mẹ con hồi đó mẹ con có mất đó, rồi con đang chịu tang đó, rồi bây giờ con mà chịu tang gì rồi mẹ con có được giải thoát không? Được giải thoát, được giải thoát. Bả lên rồi, lên khỏi rồi. Lên khỏi ba lên khỏi tam giới rồi. Người nào tu hành tốt là cha mẹ bà con dòng họ cũng siêu sanh hết. Từ khi họ làm những việc gì ác độc lắm, hiểu chưa? Không có làm chuyện ác là sư phụ kéo lên liền. Dạ sư phụ. Nè. Love you, master. Love you. Mô hình xa chứ hảo lắm. Nâng mô sẽ cho mô sẽ phong hay phong cho hảo lạ. Love you.